Ok, hello anh em. Đây, hôm nay lại tiếp tục chuyên mục săn cá anh em ơi. Vừa vào chỉ chi gặp cái ông mẹ mày trông mẹ như cái con chặt kìa. Ông mẹ mới ca ông vào ông săn cá anh em ạ. Săn cá phòng này anh em ơi. Thì mình chủ yếu mình đi ca hết cá thôi. Đấy, ok, nhúc luôn này. Ok, nổ luôn này. Bắn nó cứ phải gọi là hợp lý anh em ạ. Bắn cứ gọi mướt mượt mượt anh em ơi. Nào, nổ tiếp đi nào. Rồng này. Đấy, ok luôn này. Nào, săn bé rồng luôn này. Hai ông săn rồng nhá. Để xem rồng là của ông nào đây. Tôi chẳng hán gì ông ấy. À, rồng đéo phải của ai hết anh em ạ. Thôi mình săn cá nhỏ thôi. Mình săn cái con cá vòng này cũng được. Đi cá hết cá của ông cũng được. Đấy, ok. Ok, của ông à. Mẹ ở đây mình cũng gỡ lại được. Ừ, cũng gọi là ngon. Đây rồi, cá chép om dưa ra đây anh em ơi. Cá chép om dưa ra rồi là phải bú. Nổ ông đây. Làm tí bót nhỉ. Ôi sổ ơi, làm tí bót ạ. Ồ, nổ ngay con bót ạ. Tôi vừa chạm vào xong. Ngon. Ờ mình có lãi rồi, có lãi. Ờ có lãi rồi. Ờ, có lãi rồi. Có lãi rồi, sướng rồi. Có lãi rồi, sướng rồi anh em ạ. Xuống mà săn cá rồi. Đấy, ba con mẹ lảng vảng trước mặt mình này. Cá với mú bắn như thế này thì rồng hình như mình thấy chưa lộ phát là anh em ạ. 8 9 100. Ok, uầy. Nổ ngay em cá chép 100k anh em ạ. Nào nổ luôn em rồng lại nghỉ luôn anh em ơi. Thôi thì mình xuống tiền thôi. Đấy. Có tiền rồi, có tiền rồi, có tiền xuống anh em ơi. Nào, lổ cho em dòng. Ôi, dòng của mình em ạ. Nhúc. Bao nhiêu đây? 65 à? Ok, 65 cũng được anh em ạ. Đi cay hết cá thôi. Mình có lãi rồi, mình đi cay hết cá của ông thôi. Mẹ. Ôi kìa, ông vẫn ăn à? Tôi lại ăn con này. Nói chung là nay thì thấy gọi là cá dài ghê ạ. Cá dài quá anh em ạ. Thì mình vào, nói chung là mình vào mình sẽ đánh gọi là những vẫn là cái mẹo đấy, vẫn là mẹo cũ. Và mình sẽ gọi là đánh theo cái khung giờ, gọi là khung giờ buổi chiều anh em ạ. Ôi ông kia lại đổ kìa, nhìn sướng mắt thế, sướng mắt thế, tôi cũng phải bú một con chứ. Bú thêm hai con này, ơi giải rồi, có lãi rồi anh em ơi, mẹ tuyệt vời. Mình hôm nay thì mình gọi là nói chung là mình vào để mình cái thứ nhất này, mình vào mình bắn này, mình đi cai hết cá anh em ạ. Đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình vào mình sẽ gọi là chờ đợi những cái con cá cá nó dễ ra mình bắn. Bởi vì anh em biết tại sao những cá nó dễ không? Cá dễ là thường thường là những cái con cá đi nhanh em ạ. Con nào đi nhanh con đấy dễ chết lắm. Đấy. Nào thì ở màn này thì săn luôn con cá vàng em ạ. Màn này có bé mấy những cái bé cá vàng vào bắn rồi. Ôi trời ơi, nổ ngay em đầu tiên anh em ạ. Nào tiếp tục nào. 80 này. 90 này. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Cá nó cứ phải gọi là lỗ cơ. À, vốn là có 40 mấy nhỉ. Vốn là 45 lên 85 à. Là 45 lên 85 là bú được 40 rồi. Ui, bú 40 nghìn là 40 bờ anh em ạ. Đấy, không biết là có lên nghỉ không đây. Thì có lãi thì mình cũng khuyên anh em là anh em lên nghỉ. Có lãi rồi thì nên nghỉ. Tôi bắn thêm vài tay nữa giả tiền nhà cái thôi. Giảm cho tầm khoảng tôi bú 30 thôi. Đấy. Tôi bắn tầm 10k thì bao giờ nó xuống tầm khoảng mẹ 80 thì lúc đấy tôi nghỉ anh em nào. Thì bắn thêm vài tay nữa nghỉ anh em ơi. Khả năng là mình có lãi rồi nên mình sẽ bắn nhỏ lại anh em nhá. Có lãi rồi vào bắn nhỏ lại thôi. Đấy, bắn từ 40k vào đây để gọi là bắn với những anh em nào ấy. Ông này mẹ 49 mà ông vào ông bắn 50 này cũng được, vào nói chung bắn vui vui với anh em. U vãi cả cá nổ kìa. Vãi cả cá nổ kìa. Bán thế này thôi nhỉ. Hay xuống 80 cái nghỉ anh em ơi. Hay giả bớt nhà cái mới vui tí mà không có khóc. Khóc thét anh em ạ. À, vẫn là bú à. Mẹ chả gỡ được tí nào lại còn ăn thêm ạ. Chả gỡ được tí nào còn ăn thêm cơ. Ôi ôi giời, lại nổ thêm tiếp này. Giờ lổ cho em dòng tôi cũng nghệ không có ngại gì, tôi húp đâu. Nào lấy con 4M 4M lẻ mình vào mình săn luôn dòng này.
ba thằng bắn rồng anh em ạ. Nào xuống 80 mình nghỉ anh em ơi. Không nổ rồng cơ. Ôi cuối cùng cũng nổ rồi. Ôi không phải rồng của mình em ạ. Thôi xuống 80 rồi. Nói chung là xin phép anh em tới dừng video đấy nhá. Nói chung là tóm lại là giảm nhà cái 5M. Mình bú là 35M thôi. Đấy thì thôi thì anh em là yêu quý mình cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Và nói chung là vào bắn cá gọi là, cứ gọi là tuyệt vời anh em ạ. Thôi thì gọi là anh em có những cái chiêu trò thì em có thể bình luận phía dưới cho mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.